Xin chào quý vị các bạn, các tỉnh Bắc Bộ đã bước vào giai đoạn cuối của mùa đông nên khối không khí lạnh lục địa có cường độ yếu dần và biến tính nhiều hơn. Đồng thời từ phía Tây thì vùng áp thấp lại có xu hướng mở rộng hơn. Ở các tỉnh phía Đông vào đêm và sáng sớm do tồn tại sự tranh chấp giữa khối khí nóng và lạnh ẩm nên khu vực xảy ra tình trạng sương mù khá dày, đặc biệt là ở tại vùng núi vùng ven biển hay là những nơi có sông hồ lớn. Ban ngày thời tiết khô ráo hơn, có lúc hửng nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng là 21 cho đến 24 độ. Bên cạnh đó thì quý vị lưu ý với tình trạng nồm ẩm nhẹ cũng đã bắt đầu xuất hiện khiến cho đồ dùng rất dễ bị ẩm mốc. Ở các tỉnh phía Tây nơi gần như chỉ bị chi phối bởi khối khí nóng thì nhiệt độ tăng khá nhanh, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng là 24 đến 27 độ, riêng ở tại Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ lên tới 28 đến 30 độ. Lùi xuống các tỉnh miền Trung thời tiết có sự phân hóa theo khu vực. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì vẫn xuất hiện sương mù khá nhiều vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày trời khô ráo và hứng nắng hơn với nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 22 đến 25 độ. Dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa, thời tiết trở nên tốt hơn, chủ yếu là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải khoảng từ 26 đến 29 độ. Riêng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến là 30 đến 31 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có kiểu thời tiết đặc trưng là đêm ít mưa, ngày nắng nhiều, đặc biệt độ ẩm ban trưa tại các khu vực xuống rất thấp. Người dân cần phải lưu ý là tích trữ nước ngọt và có kế hoạch tưới tiêu hợp lý cho cây trồng vật nuôi. Với ngưỡng nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 đến 35 độ ở tại Nam Bộ, quý vị nên hạn chế lao động ngoài trời vào thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều để tránh cảm nắng, mất sức. Và tiếp theo chương trình sẽ là tình hình thời tiết cụ thể trên các đô thị lớn. Đối với thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo trong hôm nay vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dài rác. Tuy nhiên mưa chỉ tập trung vào đêm và sáng với lượng không đáng kể. Đến trưa chiều, tiết trời tại đây có phần tạnh giáo hơn và hứng nắng nhẹ, với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 23-24 độ. Thời tiết đã trở nên ấm áp lên rất nhiều, nhưng mà tình trạng ẩm thấp vẫn duy trì và gây nhiều cản trở đến đời sống sinh hoạt của người dân thủ đô. Đặc biệt là quý vị và các bạn thì nên lưu ý là hông phơi và khô quần áo để tránh tình trạng ẩm mốc xảy ra. Là một thành phố ven biển nên tình trạng sương mù ở tại Hải Phòng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là về đêm và sáng. Do vậy, khi lưu thông trong thời điểm này thì quý vị cần quan sát kỹ tầm nhìn, điều khiển phương tiện cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Về trưa chiều thì trời hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất tại thành phố sẽ đạt tới mức là 22-23 độ. Ban đêm trời chuyển nhiều mây nhưng hầu như không mưa, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng là 19-20 độ. Độ ẩm không khí vẫn duy trì ở mức cao. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thời tiết ngày hôm nay cũng có xu hướng là ấm dần lên, vào đêm và sáng trời nhiều mây và vẫn tiếp diễn tình trạng sương mù, sau đó đến trưa thì trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng là 24-25 độ, ban đêm khu vực phổ biến là ít mưa, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động xung quanh ngưỡng là 20 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, lưu thông và sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây lui xuống thành phố Đà Nẵng thì ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết khô giáo và ấm áp hơn rất nhiều. vào thời điểm này do không bị chịu tác động bởi khối khí lạnh từ phía bắc cũng như là chưa có hệ thống thời tiết đặc biệt nào khác chi phối nên khu vực vẫn phổ biến là ít mưa ngày nắng với mức nhiệt độ khá dễ chịu cao nhất ngày cũng chỉ khoảng 28-29 độ và thấp nhất là 23-24 độ. Chính vì vậy, trong hôm nay thì nơi đây sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng để những du khách trong và ngoài nước có ý định khám phá, tham quan những thắng cảnh nổi tiếng tại thành phố biển Mộng Mơ này. Càng đi sâu xuống phía Nam thì nền nhiệt độ lại càng có xu hướng tăng dần. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ đạt tới ngưỡng là 34-35 độ. Nắng xuất hiện từ sớm và tăng dần cường độ vào thời điểm trưa chiều từ 11 giờ đến 14 giờ. Cùng với đó thì độ ẩm thành phố cũng giảm xuống mức rất thấp nên bầu không khí càng trở nên oi bức. Kiểu thời tiết này được dự báo là sẽ còn tiếp tục kéo dài nên quý vị cần phải lưu ý là bổ sung đầy đủ nước và các thực phẩm có lợi để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Cũng thuộc khu vực Nam Bộ nhưng mà thành phố Cần Thơ nằm về phía Tây nên thời tiết có phần ôn hòa hơn. Tại đây trời ít mưa ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất là 32, 33 độ, thấp nhất ban đêm từ 24 đến 25 độ. Trong giai đoạn mùa khô kéo dài, bà con cần lưu ý đến chế độ tưới tiêu phù hợp cho cây trồng vật nuôi để đảm bảo năng suất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.